mừng quý vị quay lại với Lee Hoàng Du. Và chắc là đây là một cái chương trình rất là đặc biệt, khi mà vì hình phạt rất là bất ngờ mà giờ Leo chịu luôn cái mặt gì luôn. Mà không có được chùi. Tại vì để như vậy thì Leo mới là đặc biệt ở trong cái chương trình này chứ, đúng không? Còn không, cái mặt là lúc nào cũng bình thường thì nó thành nhiều chương trình khác giống giống nhau. Là chương trình này là chương trình đặc biệt nhất, đúng không các bạn? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần khá là dễ thương, đó chính là món quà âm nhạc. Và trong phần này thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà âm nhạc dành tặng cho Xuân Lan. Như chương trình của Lee Hoàng Du thì luôn luôn có một cái phần sân chơi nhỏ nhỏ dành cho những bạn sinh viên hoặc là những tài năng âm nhạc mới được thể hiện mình, và các bạn ấy sẽ mang những món quà âm nhạc đến để tặng cho nhân vật. Trong tuần lễ này thì chúng tôi cũng có mang một nhân vật như thế, đó là một giọng ca rất là hay của trường Đại học Ngoại thương có nhà ý đến đây để tặng quà cho chị Xuân Lan, đó chính là bạn Ngọc Hiển. Xin mời bạn. Bạn định tặng bài hát nào cho chị Xuân Lan? Dạ, theo như em biết á, thì chị Xuân Lan rất là thích nhạc của nhạc sĩ Đức Trí, cho nên là hôm nay em rất là hào hứng khi được tham gia chương trình, và em sẽ hát tặng chị ca khúc Có Nhau Trọn Đời. Được không chị Xuân Lan? Bài này thì chị có thích không? Bài này không phải là thích mà là rất thích. Rất thích. Và cùng với bài hát này thì Ngọc Hiển sẽ cùng trình bày với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Hoàng Nhã và Minh Quân. Xin mời. Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay, con phố dài ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi, nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước ngừng trôi đến nơi xa xôi, nơi đây còn đó một người ngồi nhớ ai. Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay dòng trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Chúng ta lại thấy có thêm một bạn sinh viên hát rất hay trong chương trình Leo and You, và chúng tôi rất hy vọng là nhận được những giọng hát của các bạn thông qua địa chỉ của Danh TV, đó là 125/20 Hòa Hưng, và hy vọng là chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để lắng nghe giọng hát của các bạn sinh viên đến từ nhiều trường khác nhau, và sẽ có thêm nhiều nhân vật xuất hiện trong chương trình Leo and You ở những số sắp tới. Ngọc Hiển ơi, em đã hát một bài hát rất là hay để tặng cho chị Xuân Lan rồi, không biết là chị Xuân Lan có cảm xúc gì khi nghe bài hát này không ạ? Thực ra thì cảm xúc thì Xuân Lan có rất nhiều, và rất là cảm ơn Hiển ngày hôm nay đã tặng cho chị một bài hát mà chị rất thích. Và thực ra hôm nay cũng rất cảm ơn chương trình Leo and You và cảm ơn Tùng rất nhiều, lại tại vì để cho mình nói được những điều gì mình không được nói, mình sống lại được đúng cái cảm xúc của mình, và mình được thể hiện mình là một cái người mà
sống hết mình vì nghề và rất là lãng mạn, rất là bay bổng với những cái cảm xúc của âm nhạc, với những cảm xúc của cuộc sống. Thì ngày hôm nay mình đã để thể hiện được rất nhiều cái điều đó ở trong cái chương trình này. Bây giờ sẽ là phần câu hỏi dành cho các bạn khán giả đang theo dõi chương trình qua Danh TV. Các bạn thân mến, cùng với địa chỉ là leo@n.ua.danhtv.vn thì chúng tôi cũng có một câu hỏi dành cho các bạn như sau. Câu hỏi tuần này là chương trình gần nhất mà Xuân Lan làm đạo diễn trên sân khấu thời trang đó là A. Sense Show, B. Đẹp Show, C. Out Show, D. Vietnam Fashion Week. Xin mời các bạn gửi câu trả lời về cho chúng tôi. Với câu trả lời sớm nhất và đúng nhất thì các bạn vẫn nhận được món quà từ Danh TV và nhà tài trợ. Còn bây giờ sẽ là món quà dành cho Ngọc Hiển và Xuân Lan. Đây là món quà đến từ nhà tài trợ cung cấp Blackfest dành cho Hiển và Xuân Lan, cùng với một kỷ niệm chương của chương trình để ghi dấu kỷ niệm của chị em mình ngày hôm nay, và đặc biệt là chủ án chị Hải và em. Chị Hải em. Và cuối chương trình, chị có muốn nói gì với khán giả của Danh TV không ạ? Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này và hy vọng rằng quý vị đã có một cái buổi theo dõi thật là hấp dẫn, thật là thú vị và hiểu chúng tôi hơn nữa. Và hy vọng rằng với những cái sự ủng hộ của các bạn, chúng tôi sẽ càng ngày càng có động lực để làm nhiều chương trình thời trang hay hơn nữa và sẽ chuyên nghiệp hơn nữa. Xin cảm ơn. Quý vị thân mến, ở đoạn cuối của chương trình tuần lễ này thì Tùng xin được phép đầu tiên là cảm ơn những hàng cung cấp Macfresh đã tài trợ cho chương trình. Thứ hai là xin được bật mí với quý vị rằng trong thời gian sắp tới thì Danh TV sẽ có thêm nhiều chương trình về lĩnh vực thời trang, và chắc chắn với những nhân vật như là chị Xuân Lan đây thì chúng tôi sẽ mời chị để cùng tham gia hỗ trợ chương trình để chúng ta có được một đời sống thời trang dành tặng cho tất cả mọi người. Và một món quà nữa mà ngày hôm nay Leo muốn dành tặng cho Xuân Lan cũng như các bạn khán giả đang theo dõi Leo and You, đó chính là một ca khúc mới của một ca sĩ sẽ cùng xuất hiện trong chương trình. Xin mời quý vị và các bạn, sau khi mà Leo và Xuân Lan cùng chào các bạn và bà Ngọc Hiển thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mới của ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Làm sâu anh đắm chìm vào sâu trong giấc ngủ mà thiếu hơi ấm em kề, kề bên anh rất gần, gần như em đã là phần màu ấm nuôi.
sống khát khao trong tim anh. Còn bao nhiêu những ngày chờ em quay bước về để nói yêu dấu tươi màu, và ta sẽ gắn yêu thương bao ngày cách xa đời trường, để ta yêu ngày qua đêm nồng hơn nữa, để ta lỡ những khi xa nhau, để ta yêu ngày qua đêm nồng hơn nữa, để ta lỡ Watch your back.